Bích Phương xin kính chào quý khán giả đến với chương trình VTV phát hình vào lúc 1 giờ 30 trưa ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2015. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được mở đầu với phần tin AAS Today với chủ đề nối về trung tâm văn hóa. Tiếp theo là lời cảm tạ của ban tổ chức lễ tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ North Carolina và sau cùng là phúc âm hàng tuần của giáo sứ Thánh Giuse North Carolina. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin AAS Today với Kiều Thu và Trọng Đạt. Xin kính chào quý vị, mời quý vị đến với chương trình AAS Today với Trọng Đạt và Kiều Thu. Dạ, kính chào quý vị và chào chị Kiều Thu. Chào Trọng Đạt. Có nhiều việc phải thông báo với quý đồng hương, còn cái công nhiều việc nhất là chị biết Đạt, nhưng mà có một cái tin vui mà chị hy vọng là Đạt có thể đem đến cho đồng hương là nói về cái trung tâm sinh hoạt cho người Việt mà cái dự tính đã khá lâu. Tin mình vui, có thể update. Tin vui thì không biết là tin vui không, nhưng mà có sự tiến triển. Có sự tiến triển. Dạ, cập nhật. Trách nhiệm thì mình cũng xin gửi đến quý vị đồng hương cũng như chị Cửu Thu là trong những cái show AS Today trước thì cũng đề cập đến một cái trung tâm làm thế nào để mà cho những thế hệ trước, ông chú bác ba mẹ mình một con đường ba thế hệ, một con đường chị nhớ hệ. Là cái câu đó Đạt dùng thường xuyên. Và nếu mà có được một cái chỗ để mà nó diễn tả được cái sự đùm bọc xây dựng một cái cộng đồng Việt Nam sinh hải ngoại trong suốt 40 năm qua thì đó là một điều chẳng ai mà không muốn. Thì hiện tại thì xin cập nhật là có một tổ chức luật sư law firm sẽ làm việc chặt chẽ với AA Success, thì tổ chức law firm gọi là Johnston and Farmer from South Carolina, thì tổ chức law firm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm để mà tạo ra gọi là cái mô hình, cái dàn bài để diễn tả lên cái cách thức để mà thu thập tiền bạc như thế nào để mà xứng đáng, để mà đạt được cái chỉ tiêu, đạt được mình mục đích là một cái mục đích là phải cần tiền 6 triệu, sáu triệu mà tùy theo cái chỗ vùng, nếu mà 6 triệu thì ở Virginia, nhưng mà hiện tại thì nếu mà đi theo con đường mà mình đang hiện tại có cập nhật muốn gửi đến quý vị đồng hương thì là ở vùng DC cũng là một nơi mà cũng có thể gọi là có triển vọng để mà tạo cái mô dàn bài nó được thực hành một cách có triển vọng tới nơi tới đích. Thì tại sao DC? Ở DC thì nó là gần, nó có những cái lợi là thế đó, là nó gần các trung tâm văn hóa của các nước khác, nó cũng là một chỗ thủ đô, trung tâm du lịch của rất nhiều người khách khắp nơi, khắp phan viếng, không phải là người Việt, không người Mỹ, thì họ đến vùng DC mà biết rõ rằng cái cộng đồng người Việt hải ngoại ở đây cái nó cũng được có sự tồn tại và sự xây dựng tới ngày hôm nay là cũng vì cái chiến tranh Việt Nam, mà chiến tranh Việt Nam đó cũng là một cái phần tử lịch sử của Mỹ. Thì nếu mà tạo ra cái lợi thế để mà có một cái trung tâm văn hóa ở vùng DC thì nó hấp dẫn được, đem được cái sự hấp dẫn cho tới những người thăm viếng, không nhất thiết phải người Mỹ gốc Việt mà cả người Mỹ. Thì như vậy cái sự giúp đỡ trên vấn đề tài chính cũng như thương mại nó sẽ có triển vọng nhiều hơn. Dù nếu mà hơn. Xây dựng ở trong vùng Virginia thì mình chỉ có hy vọng là có cộng đồng người Việt ở đây, họ có đủ khả năng, có đủ cái sự resource mà để mà giúp đỡ thì không biết là chuyện đó có xảy ra không. Thì mình làm sao để mình tạo ra cái môn, cái dàn bài nào mà nó có sự thực tế, có cái sự tiến triển, đến có cái triển vọng thành đến công, cái mục đích của mình nó thành đạt được đó. Thì mình chỉ hy vọng là cái dàn bài nó sẽ được thực hiện bởi cái công ty luật sư cùng làm việc với số những người trong ban tổ chức hiện tại, là nói chung là mình với cô Diệu Lê của tổ chức AA Success. Kỳ trước mình đã có đưa lên một cái mô hình, cái bản vẽ đó, tạm gọi mà cái bản vẽ của một cái trung tâm sinh hoạt. Thì như cô Diệu Lê là cái người vẽ, cô là kiến trúc sư, cô vẽ lên cái đó. Thì bây giờ cái mô hình đó vẫn còn tiếp tục hay là thay đổi, hoặc là khi mà mình dời, mình dự định là một cái những cái địa điểm là ở Virginia thì bây giờ mình muốn dời ra DC, thì cái tầm vóc, cái cỡ lớn, kích thước chắc cũng phải thay đổi ha.
thì hay là cái miếng đất là cũng phải thay đổi. Thưa trình bày với quý vị cũng như chị Cửu Thu là cô Diệu muốn thêm chi tiết thông tin về những cái chỗ mà có thể thành lập ở trong tiểu bang địa phương ở đây. Thì mình đã có công ty địa ốc ở vùng DC đã chọn ra 5-6 chỗ. Thì 5-6 chỗ đó hiện tại nếu mà chọn là những cái potential sites thì cái hình trình bày của cô Diệu Lê sẽ được gửi đến một công ty kiến trúc sư cùng làm việc. Cô Diệu Lê thì đã có cái liên hệ giới thiệu để mà công ty kiến trúc sư đó sẽ làm thêm chi tiết để cái hình dạng của cái trung tâm văn hóa nó thực tế hơn. Trên sự cái miếng đất hay là một cái chỗ mà đã chọn ở vùng DC thì như vậy đem vào trong đó, vào trong cái dàn bài cùng với cái sự tổ chức của công ty luật sư thì hy vọng là trong mùa hè năm nay sẽ gửi đến quý vị đồng hương. Cũng mong là như vậy, cũng mong là chúng ta có được thêm hình ảnh cũng như là biết được những cái kết quả tiến triển một cách positive, có tiến triển thì là đó là một cái tin vui cho mọi người trong đang mong chờ. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Cảm ơn quý vị và cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Tiếp tục chương trình, Bích Phượng xin gửi đến quý vị phóng sự lời cảm tạ của ban tổ chức lễ tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ North Carolina do Bùi Văn Bằng thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý khán giả, ngày Hiền Mẫu mùng 10 tháng 5 năm 2015, ban tổ chức vinh danh và tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ mượn ngày này để nói lên đôi lời cảm ơn đến tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đoàn thể và quý đồng hương. Chúng tôi được ông bà Băng Hao cho biết tướng James Livingston đã nhờ bà nói lại với cộng đồng. Khi tiễn ông lên xe đi phi trường để cho kịp chuyến bay, tôi nói lời cảm ơn ông đã đến tham dự cùng cộng đồng. Ông trả lời, người nói cảm ơn phải là tôi. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã nghĩ đến tôi và đã tạo điều kiện cho tôi đến để gặp những anh em của mình. Tôi vô cùng xúc động khi thấy những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những bộ quân phục. Sau 40 năm với những nhục nhằn của cuộc đời, các chiến sĩ này vẫn còn giữ được những phong cách và tinh thần của những người lính. Tôi nhìn họ và vô cùng vui mừng, như là tôi đang sống lại trong thời kỳ cùng nhau chiến đấu. Tôi tự hào quá. Tôi rất xúc động khi thấy tấm hình và lời viết trên tấm backdrop "Together we fought, together we stand". Đó chính là tình đồng đội. Các anh em chiến sĩ của tôi ngày nào vẫn còn đây. Xin đừng nói đến những chiến tích hay huy chương của tôi. Xin hãy nói về những người chiến sĩ vô danh này, những người đã phóng khoáng tận hiến cuộc đời mình và chưa bao giờ nhận lãnh gì dù chỉ là một lời cảm ơn. All the kids and grandkids have great opportunities, so we're all in it together. So I'm so pleased to be here and God bless you. Ban tổ chức đã chọn ông Trần Văn Hưởng, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc khóa 24 Thủ Đức, trình bày đã làm cho nhiều người cảm xúc rơi lệ về một quá khứ đầy đau thương, nước mắt. Đặc biệt, ông đã nhắn nhủ đến thế hệ trẻ. Sự có mặt và những thành công của các bà nơi xứ sở này xuất phát từ những ông già lấm cấm, khùng điên, tật bệnh này mà các bạn đang thấy giờ đây đó. Đó là hậu quả của những năm tháng tù đầy cộng sản, cái giá phải trả để cho các bạn có môi trường tự do sinh sống, thi thố tài năng hôm nay. Thật tội nghiệp lắm, đừng chê mấy ông già đó không biết anh ngữ, đừng chửi họ chống cộng mù quáng. Thưa, không ai hiểu cộng sản hơn họ đâu. Họ chống cộng để hô lớn lên rằng con cháu đừng tin theo chúng nữa, chúng lừa dối đấy. Một giây buông súng đầu hàng ngày 30 tháng 4 năm 1975 kéo theo một hệ lụy sụp đổ mọi giá trị của cả một dân tộc đã kéo dài
suốt 40 năm và không biết đến bao giờ. Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Greenville thuộc tiểu bang Sacramento là Phương Võ đã có đôi lời nói trong buổi lễ. Nhân dịp làm lễ tưởng niệm 40 năm quốc thần, Cộng đồng Người Việt Quốc gia tị nạn Cộng sản long trọng tổ chức lễ tri ân và vinh danh toàn thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã xả thân bảo vệ đất nước. Quý quân nhân Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam, trong đó có trên 58.000 vị đã hy sinh trong khi sát cánh với nhân dân và quân đội miền Nam chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Đồng thời, cũng để tri ân chính phủ Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay tiếp đón chúng ta và tạo điều kiện để chúng ta có một cuộc sống xứng đáng. Nhân danh toàn thể quý đồng hương, một lần nữa, chúng tôi xin công khai và long trọng gửi đến quý vị lời tri ân sâu xa và sự vinh danh cao cả nhất của chúng tôi. Anh Hoàng Tịnh không phải là quân nhân, nhưng anh luôn nghĩ đến các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ và đã được mọi người chọn làm trưởng ban tổ chức. Anh đã chọn ngày hiền mẫu để nói lên đôi lời cảm ơn. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi của Thiếu tướng James Livingston, rồi đồng thời của ông Thượng nghị sĩ Black và các vị quan khách tham dự ngày hôm đó. Họ đều có cái nhận xét rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta hết sức đoàn kết và có cái tinh thần rất cao, đặc biệt là hướng về quê hương tổ quốc của chúng ta và tranh đấu cho nhân quyền. Chúng tôi xin được dùng cơ hội này để tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị mạnh thường quân, ân nhân đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt, kể cả tinh thần lẫn vật chất, để chúng tôi tổ chức một buổi tri ân rất thành công này. Và đó cũng là một niềm hãnh diện chung cho cộng đồng của chúng ta tại vùng North và South Carolina này. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn dùng cơ hội này để nhấn mạnh cho giới trẻ và những thế hệ kế tiếp nhớ đến công ơn của cha anh mình và đồng thời học hỏi theo gương của cha anh mình để nối tiếp những bước đường cha anh mình đã đi qua, tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là một cái cơ hội đầu tiên mà cộng đồng chúng ta có dịp để tỏ lòng tri ân đến tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Bởi vì trước tới giờ thì sau 40 năm chúng ta thấy là có những cái tổ chức riêng rẽ nhưng mà chưa có bao giờ ngồi chung lại với tính cách gọi là cộng đồng của chúng ta. Và đây là một niềm hãnh diện chung cho tất cả cộng đồng của chúng ta. Bà Thu Hương, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Charlotte, tiểu bang North Carolina, có đôi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đây là cái lần đầu tiên mà cả hai miền North và South Carolina liên kết với nhau để mà tổ chức một cái ngày tưởng niệm rất là có ý nghĩa cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị và xin nhận nơi chúng tôi lòng tri ân sâu xa cho tất cả những đóng góp về tinh thần, về tài trợ, về vật chất. Quý vị đã mang lại một cái sự hân hạnh, một cái niềm vinh dự cho người Việt hải ngoại trong cái việc mà tổ chức sự đóng góp này là nó được thành công là nhờ sự đóng góp của tất cả quý vị. Xin cúi đầu và cảm ơn tất cả quý vị. Tôi, Bùi Văn Bằng, tường trình cho đài FPTN tại Charlotte, tiểu bang North Carolina. Đến đây, chương trình sẽ tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60, nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng.
Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh họp mặt gia đình. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh chưng, bánh tét được sản xuất tại chỗ. Kim Phụng Bakery có nhiều hộp mứt lớn và nhỏ để đồng hương mua tặng làm quà ngày xuân. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703-534-4525. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid. Chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VTV. Tiếp theo chương trình, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi chương trình Phúc Âm hàng tuần do giáo xứ Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc Âm tuần này thuật lại rằng, khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Chúng ta vừa nghe Phúc Âm kể lại việc Chúa Giêsu thăng thiên, có nghĩa là Chúa Giêsu lên trời. Hằng năm giáo hội tưởng nhớ biến cố ý nghĩa này mà chúng ta quen gọi là lễ Chúa thăng thiên. Sau khi Chúa Giêsu đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua việc nhập thể làm người, đi rao giảng ơn cứu độ, chấp nhận chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Hôm nay Chúa Giêsu trở về với Thiên Chúa Cha, nơi mà Chúa muốn mỗi người chúng ta sống với Chúa sau cuộc đời này. Chính Chúa Giêsu đã nói: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó với Thầy. Biến cố Chúa Giêsu thăng thiên là một biến cố rất ý nghĩa cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta, vì nó hướng lòng chúng ta đến thiên đàng. Thiên đàng là nơi mà con người đã được diễm phúc sống với Thiên Chúa thuở ban đầu. Thiên đàng là ý định mà Thiên Chúa muốn con người sống muôn đời trong sự bình an và hạnh phúc với Chúa. Thế nhưng con người đã phạm tội phản nghịch, đó là tội nguyên tổ. Và kể từ đó con người đã xa lìa nơi hạnh phúc này. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và mong muốn con người trở về với Chúa. Cho nên Thiên Chúa đã gửi biết bao những ngôn sứ, những người mang sứ điệp của Chúa đến để kêu gọi con người sám hối mà quay về bên Chúa. Nhưng con người đã đi càng lúc càng xa Chúa và dường như đã quên lối về. Cuối cùng Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu nhập thể làm người để hướng dẫn con người trở về thiên đàng với Chúa. Sứ vụ của Chúa Giêsu là hướng dẫn con người trên đường về thiên đàng. Chúa Giêsu đã đến và đã hoàn tất công việc của mình. Hôm nay Chúa về thiên đàng trước mặt các môn đệ để hướng lòng các ông đến đích điểm cuối cùng, đó là thiên đàng. Chính vì thế mà vào ngày lễ Chúa thăng thiên, chúng ta hãy cùng nhau hướng lòng mình về thiên đàng. Chúng ta hãy cùng nhau nhận ra Chúa Giêsu đang dẫn đường cho chúng ta trên cuộc hành trình tiến về thiên đàng. Trong Kinh Thánh, chúng ta đã nhìn thấy Thiên Chúa dẫn đưa dân Do Thái về đất hứa. Thì ngày nay
Chúa Giêsu cũng đang dẫn đường cho chúng ta trên cuộc hành trình về thiên đàng. Vậy chúng ta hãy học từ những kinh nghiệm của những người Do Thái ngày xưa, để chúng ta biết nhận ra đường lối của Chúa và tránh những lỗi lầm mà họ đã vấp phải. Khi Thiên Chúa dẫn đường cho người Do Thái về đất hứa, Chúa có thể làm phép lạ trong chớp mắt thì những người Do Thái sẽ về đến đất hứa. Nhưng Chúa không làm như vậy. Chúa đã dẫn đưa họ đi qua sa mạc 40 năm rồi mới vào được đất hứa. Đây là một bài học đức tin vô cùng ý nghĩa cho chúng ta ngày nay. Bởi vì trên cuộc hành trình về thiên đàng cũng vậy. Chúa Giêsu muốn chúng ta có sự chuẩn bị và thánh luyện. Chúa muốn chúng ta có đủ thời gian để trở nên gần gũi và gắn bó với Chúa trên bước đường về thiên đàng. Chúa muốn chúng ta có thời gian đủ để học biết về Chúa và những giáo huấn của Chúa. Khi Chúa Giêsu dẫn đường cho chúng ta về thiên đàng, thì Chúa muốn mỗi người chúng ta phải thiết lập và xây dựng mối tương quan mật thiết với Chúa. Bởi vì khi chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị lạc đường. Ngày xưa Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Do Thái trên đường về đất hứa bằng mối tương quan của Chúa với dân người. Chúa nói, họ sẽ là dân ta và ta sẽ là Chúa của họ. Thiên Chúa đã biết từng người vì họ là dân của Chúa. Đối với ông Mô-xê cũng vậy, Chúa đã nói với ông rằng, ta sẽ ban cho ngươi những điều ngươi xin vì ngươi đã đẹp lòng ta và vì ta đã biết tên ngươi. Trong mối tương giao mật thiết ấy, ông Mô-xê đã được Thiên Chúa ban ơn và hướng dẫn để ông cùng đồng hành với Chúa trên đường về đất hứa. Vậy ngày nay trên đường về thiên đàng cũng vậy. Chúng ta cần phải học biết Chúa. Chúng ta cần phải học biết về những giáo huấn của Chúa. Hằng ngày chúng ta phải được nghe Chúa hướng dẫn chúng ta bằng lời Chúa trong Kinh Thánh. Hằng ngày chúng ta phải biết chia sẻ những vui buồn cuộc sống với Chúa. Chúa Giêsu đã căn dặn rằng, hãy đến với ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Cho nên trên cuộc hành trình về thiên đàng, mỗi người chúng ta cần phải biết chia sẻ, tâm sự và trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Thiên Chúa đang dẫn đường cho mỗi người chúng ta tiến vào thiên đàng, như xưa Chúa đã dẫn đường cho dân Do Thái tiến về đất hứa. Một hình ảnh thật vô cùng ý nghĩa mà sách Xuất Hành đã thuật lại là khi Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê trên đường về đất hứa. Ông Mô-xê không có thấy mặt Chúa, mà ông chỉ nhìn thấy phía sau lưng của Chúa. Tại sao ông Mô-xê chỉ nhìn thấy phía sau lưng của Chúa? Thưa, tại vì Thiên Chúa đang dẫn đường. Khi mình cùng đi một chiều trên con đường, thì mình chỉ thấy lưng của người đang đi phía trước để dẫn đường. Ngày nay cũng vậy. Hình ảnh mà các môn đệ đứng nhìn Chúa Giêsu thăng thiên một cách say mê và thán phục cũng mang ý nghĩa là Chúa Giêsu đang dẫn đường cho chúng ta vào thiên đàng. Các môn đệ đứng nhìn theo Chúa Giêsu đang đi trước với một niềm tin và hy vọng rằng họ cũng đang theo chân Chúa Giêsu tiến vào thiên đàng. Trên đường về đất hứa, Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Do Thái bằng niềm tin và sự tín thác vào Chúa. Khi họ biết đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, thì họ bước đi trong sự hướng dẫn và chở che của Chúa. Còn khi họ mất niềm tin vào Thiên Chúa, thì lúc đó họ sẽ mất định hướng và lúc đó chắc chắn họ sẽ lầm đường lạc bước. Ví dụ như lúc ông Mô-xê đang cầu nguyện với Chúa trên núi, thì dân chúng dưới chân núi đã bị xúi dục để chống Chúa. Chính vì niềm tin của họ vào Thiên Chúa quá yếu, cho nên họ đã bị mất niềm tin và mất định hướng. Họ đã tạc tượng con bò vàng để tôn thờ. Đây là một sự lầm đường lạc bước mà họ đã vấp phạm khi họ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Và hậu quả thật là nghiêm trọng. Nhiều người trong nhóm họ đã phải chết. Trên đường về thiên đàng cũng vậy. Chúng ta cần phải biết tin tưởng và tín thác vào Chúa. Ngày nào chúng ta bắt đầu nghi ngờ, thì ngày đó chúng ta bắt đầu lầm đường lạc bước. Nếu chúng ta không kịp thời củng cố niềm tin của mình, thì hậu quả thật không khác với những người Do Thái thời ông Mô-xê bấy nhiêu. Ngày nào chúng ta bỏ Chúa mà chạy theo các thần ô uế, thì ngày đó chúng ta phải gánh chịu hậu quả do chính bản thân mình gây ra. Và nếu chúng ta không chịu để cho Chúa Giêsu dẫn đường,
thì chắc chắn chúng ta không cùng với Chúa Giêsu tiến vào thiên đàng. Trên đường về thiên đàng, có những lúc chúng ta đi ngang qua những thung lũng tối của cuộc đời. Chúng ta hãy biết bám chặt vào Chúa để vượt qua. Chúa Giêsu đang dẫn đường cho chúng ta. Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta đừng hoang mang lo sợ khi phải đối diện với những nghịch cảnh trong đời. Hãy nhìn lên tấm gương của vua David và hãy đọc Thánh Vịnh 23 của vua David để chúng ta học được một bài học nương tựa và bám chặt vào Chúa như thế nào. Trước khi David lên làm vua dân Do Thái, David đã bị vua Sao-lê tìm giết vì sợ David chiếm đoạt ngai vàng của mình. David phải chạy trốn để bảo tồn sinh mạng. Nhưng không dễ chút nào vì vua Sao-lê đã hạ lệnh giết David bằng mọi cách. Đối diện với cái chết mà David gọi là thung lũng tối, David vẫn giữ được niềm tin và tín thác vào Thiên Chúa. Ông nói, dầu bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng tôi. Quả thật, David đã thoát nạn và sau này lên làm vua. Trên đường về thiên đàng cũng vậy. Có lúc chúng ta phải đối diện với biết bao những hoàn cảnh làm cho chúng ta bị phân tâm, bị dao động và rất bối rối. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang có Chúa hướng dẫn và đồng hành với chúng ta. Có Chúa dẫn đường, chúng ta không sợ bị sụp hố, không sợ bị lạc đường và không bao giờ sợ bị bỏ rơi. Khi chúng ta gặp sự cố về sức khỏe, gặp những căn bệnh ngặt nghèo, đó là lúc chúng ta cần Chúa hơn bao giờ hết, vì Chúa rất thấu hiểu những đau khổ của con người. Khi chúng ta gặp thất vọng vì công ăn việc làm, bị thất vọng vì bạn bè hay người thân phản bội, hay bị thất vọng vì hạnh phúc lứa đôi sụp đổ, chúng ta hãy bám lấy Chúa Giêsu, vì Chúa cũng đã từng gặp biết bao những sự bạc bẽo và thất vọng. Đoạn đường đời mà chúng ta đang đi để tiến về thiên đàng, Chúa Giêsu đã đi qua và đã về đến thiên đàng. Giờ đây Chúa đang hướng dẫn cho chúng ta. Vậy chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc dọc đường, nhưng hãy cùng với Chúa Giêsu tiến vào thiên đàng. Trình phúc âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VTV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.